Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách hàn đồ nhựa, hàn thùng nhựa bị lứt. Các bạn bằng cách các bạn tự hàn để chuẩn bị hàn, đó là chuẩn bị một cái mỏ hàn 100W và cái nguyên liệu hàn là bột nhựa. Thực ra thì bột nhựa này là bột nhựa BE, nó đa dạng. Nếu các bạn không có bột nhựa, các bạn có thể tự hàn, cắt miếng bột ra hàn, nó cũng đơn giản thôi. Bây giờ ta tiến hành ta hàn. Đây, đây là đường nứt quả thùng. Đấy, các bạn thấy không? Đó, tôi sẽ hàn đường nứt này cho các bạn xem. Đó. À, đây là đường nứt của nó này. Đây đường nứt của nó này. Tôi sẽ tiến hành vá nó lại. Bạn thấy đường nứt của nó đây chưa? Cà sạch cho đi. Đó, là sạch cái đường nứt đi. Đi chờ cho mỏ hàn nóng. Hàn nóng. Đầu ta hàn. Bắt đầu cày những cái đường rãnh này ra. Cày những cái đường rãnh hàn này ra. Đó, các bạn nhớ là cày sâu và vừa thôi nha. Cày sâu quá là cái này nó mỏng dễ bị lứt đó. Cái chất liệu cái nhựa này là nhựa BE. Quét nó ra để cho nó có đường bám. Các bạn là khi mà nhớ mà trước khi mình làm mình phải nhám sạch nhá. Nhám sạch những cái lớp nó bị rỉ, nó bị sét, nó bị ố hay bị bẩn nữa. Bụi mà bẩn bám khi hàn nó phải sạch. Đó. Đó, làm như này nha các bạn. Đó. Đây này tôi làm cho sạch, tôi phải làm nó sạch đi. Đây là bột nhựa dạng trắng, con này gọi là bột hàn. Nếu các bạn không có, các bạn có thể cắt miếng bột ra hàn cũng được. Đó. Đây nha, bắt đầu. Là hạt nhựa, bột nhựa BE
keo hàn bột nhựa BO đa năng. Cái bột nhựa BO này có thể hàn được tất cả các loại đồ nhựa, nhựa BO, HDPE, PP, nhưng mà tốt nhất là hàn trên bằng nhựa BO. Bạn để ý làm cái đường chân hàn này này, mình phải mi hai đường nóng cho nó kỹ, quan trọng là hai cái đường chất bám này. Các bạn thấy không?
mình sửa đồ cho mình thì mình không nên làm đẹp nha các bạn. Làm đẹp nó sẽ giảm độ bền đi. Nhà quá. Và điện ảnh phun sơn. Ta đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.